Thưa quý vị và bà con, hiện nay việc nuôi trồng thủy sản theo quy mô hàng hóa chất lượng cao là việc làm quyết định để nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng bền vững. Để xây dựng được những vùng nguyên liệu thủy sản ổn định thì giống tốt là một trong những yếu tố quyết định. Mời quý vị và bà con cùng đến thăm một mô hình tại tỉnh Hải Dương để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo Tổng cục Thủy sản, hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía Bắc là 205.253 ha, trong đó nuôi nước ngọt đạt 157.767 ha. Phát huy tiềm năng và lợi thế nuôi cá nước ngọt, người dân các tỉnh có tiềm năng nuôi trồng thủy sản đã lựa chọn nuôi những giống có chất lượng cao như trôi, chấm, chép, rô phi đơn tính, điêu hồng, cá lăng đạt hiệu quả kinh tế cao. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt mang lại hiệu quả xã hội rất lớn như cung cấp sản phẩm tại chỗ, cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Để ngày một nâng cao chất lượng thủy sản trước những đòi hỏi khắt khe của thị trường, thì một trong những yêu cầu quyết định đó là chất lượng con giống. Giống tốt sẽ tăng trưởng tốt, hạn chế dịch bệnh và có một điều quan trọng hơn cả, đó là nếu như chủ động sản xuất giống tại chỗ sẽ giảm được giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hải Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nuôi trồng thủy sản lớn nhất thuộc Đồng bằng Bắc Bộ. Vậy đâu là những bài học thành công từ địa phương này? Trong những điều kiện quyết định đó là chất lượng con giống và chuyển giao các công nghệ mới trong nuôi trồng, khuyến khích các cơ sở sản xuất giống, bảo tồn các giống gốc và giống thuần. Đó chính là những thế mạnh để Hải Dương luôn nằm trong top đầu về nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại khu vực phía Bắc. Cái việc thứ nhất là tiếp cận chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, Hải Dương làm rất mạnh. Cái thứ hai là đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các đề tài. Và trong đó chúng tôi nhấn mạnh đó là đối tượng cá rô phi đơn tính. Thì đây là một cái tương đối là hướng đi tương đối trọng điểm của tỉnh Hải Dương. Ví dụ như Hải Dương tôi có 11.000 ha thì có 4.000 ha là nuôi cá rô phi đơn tính. Xuất phát điểm từ cái giống rô phi đơn tính như thế là lúc nào cũng luôn luôn thiếu. Cho nên chúng tôi tập trung mạnh về vấn đề xác định, tập trung mạnh về công tác sản xuất giống. Mà cái việc đầu tiên là chúng tôi dùng cái từ sản xuất con giống để cung ứng cho thị trường. Thì cái việc đó thì chúng tôi đã khuyến khích các cơ sở, các hợp tác xã sản xuất giống, trong đó có hợp tác xã thủy sản Thung Cốt, là một trong cái hướng đi tương đối chúng với cái định hướng của chúng tôi. Vì muốn năng suất cao thì phải có cái con giống tốt, giống chuẩn. Thì bất kể cái ngành nghề nào trong nông nghiệp, ví dụ như trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, thì con giống nó quyết định số 1. Cùng với những chuyên gia thủy sản, chúng tôi được đến thăm hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Dung Quất tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, do ông Phạm Văn Quất làm giám đốc. Đây là một trang trại rất nổi tiếng, không chỉ ở tỉnh Hải Dương mà còn ở rất nhiều tỉnh thành khác ở khu vực miền Bắc, do chất lượng cá giống đạt được những tiêu chuẩn rất cao mà ít trang trại nào có được. Đó là rất sạch bệnh, tăng trưởng tốt và chất lượng cá thương phẩm rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Một điều đặc biệt ở đây là trong khi phần lớn các trang trại khác thường nhập cá giống từ nước ngoài về, thì hợp tác xã thủy sản Dung Quất lại chủ động sản xuất được hoàn toàn con giống bằng những nguồn giống thuần chủng như con cá chép của Séc và Hungary, là những mặt hàng rất nổi tiếng của hợp tác xã, được bà con tín nhiệm từ nhiều năm qua. Ông Phạm Văn Quất cho biết những kinh nghiệm về thành công của mình sau hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản. Tự mình sản xuất nguồn giống thì mình chủ động được nguồn giống, và cái ưu điểm của con mình sản xuất ra thì mình quản lý được cái nguồn bệnh tật của nó để trước khi đưa ra thị trường cho bà con chăn nuôi. Cái số lượng con cá giống từ cá bột đến cá hương cá giống chúng tôi xuất ra thị trường một năm khoảng 650 triệu con đến 700 triệu con các loại cá giống để cung cấp cho thị trường. Và cá giống to và cá thương phẩm tôi xuất ra khoảng 200-300 tấn. Năm 2016 tôi đã nhập và lai ghép thành công con cá chép của Cộng hòa Séc, và đến năm 2019 chúng tôi lại tiếp tục nhập cái đàn cá bố mẹ có nguồn gen quý hiếm đạt 75-80% nguồn gen để chúng tôi về sản xuất. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi đã có hai nguồn gen quý hiếm của Liên minh châu Âu, ví dụ như là từ Cộng hòa Séc và Hungary về đến cơ sở để lai ghép để phục vụ bà con nông dân trên 28 tỉnh thành trên cả nước. Đúng như ông Quất đã chia sẻ, muốn có cá giống tốt, cần phải có nguồn giống bố mẹ tốt, luôn học hỏi và cập nhật các công nghệ mới từ các chuyên gia.
quản lý thật tốt về môi trường và dịch bệnh. Ông Nguyễn Bình Minh ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là một trong những khách hàng lâu năm của hợp tác xã Dung Quất. Theo ông Minh thì phải có chất lượng thì mới tạo nên được uy tín được. Mà uy tín thì không thể tạo dựng được trong ngày 1, ngày 2. Nó cần phải có quá trình với sự nỗ lực vượt bậc thì mới tạo nên được thành công như ngày hôm nay. Trong thực tế sản xuất thì tôi thấy là cá giống nhà anh Quất là chất lượng là yên tâm nhất và giá cả thì rất phải chăng. Và chúng tôi cảm thấy là lấy cá giống ở đây thì sản xuất nó vừa đảm bảo và nó có hiệu quả. Thứ nhất là ngay từ cái khâu đánh bắt thì cá của anh ấy rất là dẻo, anh ấy làm rất là chu đáo. Từ cái khâu cân đong đo đếm chuẩn xác và đặc biệt là con cá nuôi không bị bệnh và độ tăng trọng là rất đảm bảo, rất nhanh. Hiện nay thứ nhất là tôi vẫn mua những cá truyền thống như chấm chép, mè trôi. Nhưng đặc biệt gần đây thì có những cái giống mới, ví dụ giống cá chép của anh Quất là nuôi sản lượng tăng rất là nhanh, chất lượng thì đảm bảo. Ví dụ như là cái con cá chép trước đây chúng tôi nuôi phải hơn một năm mới được thu hoạch. Thế nhưng hiện nay thì con cá chép mới của anh Quất ấy là có thể một năm đã thu hoạch mà trọng lượng là tăng gấp 2, gấp 3 cá chép cũ. Hiện nay Hải Dương đã và đang làm rất tốt việc phát triển nuôi trồng thủy sản, tạo sinh kế và giúp nhiều hộ nông dân nâng cao đời sống và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, muốn để phát triển theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng hơn nữa thì những vấn đề như kiểm soát môi trường, quản lý chặt chẽ nguồn thức ăn và các hợp chất sinh học dùng trong thủy sản, các vấn đề về quy hoạch vùng và chuyển giao các công nghệ mới chính là những vấn đề hết sức quan trọng để giúp nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt phát triển theo hướng bền vững. Chúng tôi đặc biệt quan tâm vấn đề môi trường. Môi trường như vậy là nguồn nước là rất là quan trọng để bảo đảm cho cái việc như vậy là cái con cá phát triển tạo cái năng suất là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng nữa là cái chất lượng đầu ra này con cá để nó bảo đảm cái an toàn vệ sinh. Vấn đề nữa là chúng tôi tiếp tục rà soát tăng cường cái kiểm tra công tác như vậy là cái cung cấp thức ăn chăn nuôi để cho cá, để bảo đảm làm sao mà như vậy cho bà con có được cái thức ăn mà bảo đảm không có những chất cấm. Mà nhất là cái tồn dư trong cái con cá mà khi cái sản phẩm được tung bán ra thị trường. Nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt đang dần trở thành một hướng phát triển mũi nhọn tại nhiều địa phương. Từ kinh nghiệm của Hải Dương cho thấy, muốn nghề này thực sự trở thành một hướng đi giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân, rất cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền để giúp cho bà con về những cơ chế, chính sách, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là những sự hỗ trợ từ ban đầu để giúp bà con từng bước xây dựng được cơ sở nuôi trồng của mình một cách vững chắc trong tương lai.